Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, buổi chiều hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Dĩ An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một lô đất mặt tiền đường rất là đẹp. Trước khi giới thiệu lô đất này cho quý vị và các bạn thì Tuấn Nguyễn xin giới thiệu con đường này, đấy, vị trí cũng như đường đi lối lại để cho quý vị và các bạn nắm thêm. Thưa quý vị, con đường này là con đường Hai Bà Trưng nối dài của thành phố Dĩ An. Trước màn hình chúng ta thì quý vị và các bạn, chúng ta đi ra thành phố Thủ Đức, quý vị nhá, ra Bixigo khoảng 1,5 cây 2 cây số thôi là chúng ta ra đến thành phố Thủ Đức rồi, ra đến quốc lộ 1K cũng như ra tới Bixigo Dĩ An. Và phía bên tay trái màn hình chúng ta đây là quý vị chạy ra con đường DT743 đó, chạy ra bệnh viện Dĩ An quý vị nhá. Đấy. Và chúng ta đi lên hướng thành phố mới Bình Dương cũng như là xuống Biên Hòa Đồng Nai. Đó, rất là thuận tiện. Con đường Hai Bà Trưng nối dài thì quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây, một con đường rất là lớn. Đấy. Khoảng 15 đến 20 mét. Đấy, có lối vỉa hè đi bộ hai bên nữa. Rất là lớn đúng không ạ? Và quý vị đợi chút xíu Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên kia con đường và quay lại để cho quý vị nhìn rõ cái hình ảnh lô đất của chúng ta. Quý vị thấy đường đi rất là đông đúc. Giờ này mới có 3 giờ chiều thôi. Giờ này thì công nhân chưa có tan tầm. Nhưng mà quý vị đã thấy đường đông đúc như thế này rồi đúng không ạ? Giờ này Tuấn Nguyễn review là mới có 3 giờ chiều quý vị nhé. Quý vị đợi chút xíu cho hết cái đoàn xe này đi qua thì Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên kia và quay ngược lại cho quý vị và các bạn xem lô đất của chúng ta đẹp như thế nào. Rất là đông xe quý vị ạ. Đi lại rất là khó khăn. Và đây quý vị này, lô đất mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là lô đất này. Đó, lô đất ở chỗ cái cây này đây quý vị đây. Lô đất này của chúng ta có chiều ngang là 8m quý vị nhá. Đấy. Chiều sâu là hơn 30m. Đấy. Tổng diện tích lô đất này là 287m2 quý vị nhé. Đó, có 200m thổ cư và đất trồng cây lâu năm thì 87m2. Lô đất này của chúng ta có hướng đông. Đấy, quý vị nào quan tâm đến hướng cũng như phong thủy thì lô đất này của chúng ta là hướng đông quý vị nhé. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng xin nói rõ để cho quý vị biết. Đây, đường đi lối lại thì rất là sầm uất. Mặc dù hiện tại bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi nhưng mà lượng đi lại rất là đông. Tuấn Nguyễn muốn qua đường cũng rất là khó khăn. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi qua bên này để quay cái lô đất này rõ hơn cho quý vị xem. Đấy. Đất bằng phẳng đẹp vuông vức như thế nào. Đây quý vị, đây là lô đất của chúng ta. Đó. Lô đất của chúng ta đây quý vị, rất là vuông vức. Chiều ngang của chúng ta là 8m quý vị nhá. Chiều sâu là hơn 30m. Đấy, có sổ hồng và thổ cư là 200m, còn 87m là đất trồng cây lâu năm. Đấy. Đây. Đất bằng biện rất là đẹp. Đó. Lâu ngày không sử dụng và chủ nhà cũng không cho người ta thuê, bởi vì để đất như thế này để bán cho quý vị. Đó. Cho nên là cây cỏ hơi mọc lên tùm một chút xíu. Chúng ta về đây thì chỉ có dọn lại chút xíu nữa thôi là chúng ta cất một căn biệt thự rơi đất rất là đẹp đúng không ạ? 287m2 quý vị nhá, có sổ hồng và thổ cư là 200m. Đấy. Vâng. Hướng đông nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An. Đấy. Tiếp giáp với lại thành phố Linh Xuân Thủ Đức. Đó. Chúng ta đi ra thành phố Thủ Đức thì cách khoảng 1,5 cây số thôi. Ra quốc lộ 1K cũng như lại ra Bixigo.
Và phía bên tay trái thì chúng ta đi ra con đường DT743, đi ra thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cũng như ra bệnh viện Dĩ An vài trăm mét quý vị nhé. Thì thưa quý vị, giới thiệu về đất thì không có nhiều công năng để truyền tải đến quý vị. Tuấn Nguyễn cũng chỉ giới thiệu vị trí này, rồi là địa điểm cũng như là kích thước, rồi thổ cư như thế nào. Và Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết luôn quý vị nhé. Vâng, và thưa quý vị, hiện lô đất này thì chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 12 tỷ đồng quý vị nhé. 12 tỷ đồng thì quý vị còn thương lượng với chủ nhà. Đấy, Tuấn Nguyễn thì chỉ có review lên thôi và đưa quý vị tới đây gặp chủ nhà và chúng ta thương lượng giá cả quý vị nhé. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Đấy, quý vị có nhu cầu thì mua nhà đất cũng như biệt thự thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.